Để cá ti ti trong khi đang đợi em phóng sanh mấy chú tôm chì thì em ấy đang đi bơi bên này mò chơi. Em thì đợi mấy con tôm chì tỉnh lại. Mình rồi chó cá honey thì ngồi canh canh tôm chì tỉnh lại, bảo vệ khu đó. Để ai lại thì sủa thông báo cho em biết. Còn chó cá bông thì sáng đi quýnh lộn đồ mặt chày chụa. Con chó kia nó không nghe lời em, bay vô hốt nó bị nó quất cho chày mặt. Nhà thì giờ chỉ còn ba con chó mà nó thuộc lại sống trong cảnh giới của quỷ. Nó dữ lắm, nó sát sanh ghê lắm. Con gì sống trong nhà nó bắt hết, nó ăn thịt gà chim chóc gì nó ăn hết, cóc nhái gì nó lụm hết. Này còn này mấy đệ tử đi theo em bảo vệ động vật thì ba cái con thích ăn thịt thì nó không có thích em cho lắm, nên nó bị mấy con thần thú này của em xử mà chơi không lại, nó cắn vô chỗ hiểm không đó. Rái cá ti ti, bà ngoại nhà cứ nghĩ là rái cá ti ti nó sẽ bắt mấy con tôm sống ăn thịt, nhưng mà không, nó thấy mấy con sống sống nó khều khều, con chết nó mới ăn, nó thử chứ nó đâu có thèm ăn đâu. Đồ em cho nó ăn là bao la, em dạy nó rồi, nó mà đụng vô con sống là em xử tội nó rất là nặng luôn. Em hù nó là nó sợ rồi, nó giờ nó lặn. Sáng giờ nó chưa được đi bơi xong, giờ cho nó đi bơi vậy đó. Em thì bảo tồn rái cá trong tự nhiên, mọi người đang nuôi rái cá làm thú cưng liên hệ em tái thả về thiên nhiên, số điện thoại em 0377474279 để em giúp rái cá trở về đúng với môi trường của nó. Em hy sinh cuộc sống thành thị để ở trong thiên nhiên để bảo tồn nó, bảo vệ cho nó phát triển. Có nhiều người gọi liên hệ em hỏi em bán rái cá không, mua một con về chơi, mua một con về nuôi, mua một con về làm thịt, mua một con về cắt tay cắt chân uống thuốc trị bệnh, mua một con về làm gì á. Nó làm như nó nhắn tin nó gọi em như vậy. Mặc dù em đã nói rất là nhiều rồi mà người ta vẫn cứ như vậy, giống như bị khùng vậy. Biết mình làm bảo vệ động vật mà cứ gọi hỏi mua bán rái cá làm thú cưng này kia chi vậy trời. Mà người lớn không á, thích thì cứ gọi cho sở thú hay gì đó, cho vườn quốc gia đó, gọi mấy người đó bán. Trời ơi, mấy người bán thú hoang dã cho em đi tù giờ còn chưa ra nữa, rất là nhiều người luôn. Nuôi mà cũng đi tù, mà bán là cũng đi tù. Đó, em biết nhiều người khổ, bán đụng dính vô động vật hoang dã khổ lắm. Chỉ có sống trong môi trường nó, bảo tồn nó thì được nhà nước ủng hộ. Còn nuôi nó mà làm thú cưng là thôi, lên dĩa hết á. Ai ủng hộ em thì đưa rái cá em bảo tồn nó ngoài tự nhiên như vậy. Ngày nó ăn chế độ của nó khủng khiếp lắm, nó ăn còn hơn rái cá trong vườn quốc gia nữa. Em mua cá một ngày mua mấy ký cho nó ăn đâu hết, nó vừa bơi nó vừa chơi với cá. Thứ nhất, nó đi phóng sanh với em nó sẽ được học bài học là luôn luôn no khi đi phóng sanh. Để nó thấy là lúc nào nó cũng no đủ trong người, và nó khi nó no rồi, cơ thể nó đầy đủ rồi thì nó không đói, nó không tham, nó không khát, nó không ích kỷ, nó không sân si, thì nó mới đi làm mấy việc này được. Chứ người mà còn tham lam sân si ích kỷ mà đi kêu gọi làm từ thiện, đi kêu gọi làm phóng sanh, trời ơi, tin nổi không trời, vợ chồng con cái nheo nhóc mà đi làm mấy cái này được sao? Khó lắm, khó giữ vững tấm lòng son lắm. Rồi tỉnh lại hết rồi kìa.